tập trung mọi nguồn lực ở mức cao nhất để sớm khoanh vùng, dập bằng được dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là tại các khu công nghiệp hiện đang có ổ dịch. Đây là chỉ đạo được đưa ra tại cuộc làm việc trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với hai địa phương Bắc Giang và Bắc Ninh diễn ra chiều hôm nay. Thông tin từ cuộc họp, ổ dịch ở Quang Châu, tỉnh Bắc Giang hiện đang có nguy cơ bùng phát rất lớn với số ca mắc tăng nhanh. Tính đến trưa nay, ổ dịch này đã ghi nhận 100 trường hợp dương tính. Hiện Bắc Giang đang nỗ lực triển khai xét nghiệm truy vết toàn bộ công nhân ở các khu công nghiệp trước mắt là Quang Châu và Vân Trung, sau đó sẽ đến các doanh nghiệp, khu công nghiệp có liên quan. Dưới sự hỗ trợ nguồn lực từ các địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng về năng lực xét nghiệm, ngày 15 tháng 5 Bắc Giang đã lấy và chạy được 5 vạn mẫu. Tuy nhiên, nhận định phần lớn số ca F1 hiện nay sẽ chuyển thành F0, vì vậy Bắc Giang đề xuất được hỗ trợ tổng lực. Khó khăn lớn nhất là chúng tôi chưa có kinh nghiệm về phòng chống dịch trong khu công nghiệp. Cái năng lực xét nghiệm của Bắc Giang rất hạn chế. Hiện nay thì năng lực xét nghiệm thì khi bắt đầu có dịch thì nó chỉ đạt là 10.000 mẫu một ngày đêm. Thế sau đó thì chúng tôi cũng vận động được một cái máy xét nghiệm nữa từ doanh nghiệp hỗ trợ thì nó nâng lên gấp đôi là được 20.000. Thế nhưng bây giờ nếu trước đi, yêu cầu về xét nghiệm cho diện rộng trước mắt là 200.000 mỗi một đợt thì 200.000 người một đợt thì cái năng lực của Bắc Giang rất hạn chế. Còn tại tỉnh Bắc Ninh, địa phương này cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Số ca mắc mới trong ngày hôm nay là 29 trường hợp, chủ yếu ở các khu cách ly, phong tỏa. Bắc Ninh cũng xác định được 5 F0 có liên quan đến khu công nghiệp Quang Châu ở Bắc Giang đã được đưa vào điều trị, phong tỏa khu vực họ sinh sống và lấy mẫu xét nghiệm cơ bản âm tính. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn có khoảng 2.000 chuyên gia và người lao động đang sinh sống nhưng làm việc tại Bắc Giang. Vì vậy, nhóm này cũng đang được kiểm soát, truy vết xét nghiệm. Có mặt trực tiếp chỉ đạo phòng chống dịch tại Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, nguy cơ các ổ dịch bùng phát ở Bắc Giang là rất lớn. Hiện nay đã xuất hiện 2 ca dương tính tại một doanh nghiệp mới với quy mô 1 vạn công nhân ở bên cạnh khu công nghiệp Quang Châu. Do vậy, chủ động nơi điều trị tiếp nhận bệnh nhân dương tính là hết sức cần thiết. Hiện Bắc Giang sẽ thiết lập thêm một bệnh viện dã chiến ở Trung tâm Thể thao tỉnh. Qua kiểm tra các cái bệnh viện dã chiến thì các anh đang gần như vậy có đến 5 bệnh viện là sẵn sàng, nhưng mà cái công suất của bệnh viện thì khoảng tầm độ hơn 100, cùng lắm là đến 200 nữa. Thành ra chúng tôi cũng đề nghị là tỉnh là chúng ta phải chuẩn bị một cái bệnh viện dã chiến. Sáng tôi với Dương đi thăm cái chỗ không thể thao, đúng không? Thì cái chỗ đó là hoàn toàn, nó cũng giống Đà Nẵng, nó có phó thủ tướng như vậy. Thì chúng ta sẽ trong thời gian ngắn nhất, chúng ta bố trí để có thể sẵn sàng trong cái tình huynh mà dịch bệnh nó lan rộng nếu mà có. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh tinh thần chống dịch của hai địa phương Bắc Ninh và Bắc Giang đã kiên định nguyên tắc đó là truy vết nhanh nhất và khoanh gọn nhất. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu dịch diễn biến phức tạp nhưng Bắc Giang tuyệt đối phải giữ chân công nhân làm việc, không để mất kiểm soát khi họ tỏa về các địa phương khác. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Y tế các địa phương cần hỗ trợ nguồn lực cho Bắc Giang về nâng cao năng lực xét nghiệm, lấy mẫu nhưng trên tinh thần giảm thiểu phiền hà cho địa phương. Tất cả mọi biện pháp cần phải được triển khai thần tốc, giảm thiểu thấp nhất tử vong. Bằng tất cả mọi cái lực lượng, tổng lực, chúng ta phải kiểm soát bằng được các cái ổ dịch ở khu công nghiệp Quang Châu của Bắc Giang và không để lan ra các khu khác. Trước hết là trong tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, chúng ta đều biết bây giờ lấy mẫu lại là khâu cần nhất. Cho nên tôi cũng đề nghị là Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức sẵn sàng đấy. Các cái lực lượng mà lấy mẫu được tập huấn, được huấn luyện để sẵn sàng. Khi nếu tình hình mấy ngày tới mà trường hợp Bắc Giang có nhu cầu thêm, Bắc Ninh có nhu cầu thêm thì chi viện và sẵn sàng lâu dài trong suốt quá trình sau này nếu một địa bàn nào đó mà có nhu cầu thì chúng ta chi viện được ngay. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu cần kích hoạt lại tất cả các tổ truy vết cộng đồng, thống nhất lại các phần mềm khai báo y tế từ sân bay đến các bệnh viện, khắc phục những tồn tại vừa qua để thuận lợi nhất cho việc truy vết. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng yêu cầu không chỉ Bắc Giang và Bắc Ninh, các địa phương khác nơi tập trung nhiều cụm công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất cần tập trung nguồn lực xét nghiệm sàng lọc bằng nhiều phương pháp cho những đối tượng có nguy cơ. Sau Quảng Ninh, Hải Dương, chiều nay đến lượt Hà Nội cũng chi viện cho Bắc Giang để dập dịch COVID-19. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh trực tiếp đến động viên và tiễn đoàn lên đường làm nhiệm vụ. Số lượng của đoàn công tác của Hà Nội trước mắt là 20 người. Sau đó, tùy tình hình diễn biến dịch và nhu cầu của tỉnh Bắc Giang, Hà Nội có thể hỗ trợ thêm cả nhân lực và vật lực để cùng tỉnh Bắc Giang chung tay dập dịch. Theo nhận định của Chủ tịch Trung Ngọc Anh, đây là đội đặc nhiệm và ưu tú của thành phố Hà Nội.
Tuy nhiên, với tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội, Hà Nội đã có sự điều phối và phân công công việc cụ thể cho việc hỗ trợ tỉnh bạn. Bên cạnh đó, vẫn đảm bảo được công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thủ đô. Cũng trong chiều nay, Hà Nội đã hỗ trợ xét nghiệm cho Bắc Giang 10.000 mẫu. Chiều hôm nay 16 tháng 5, tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca liên quan đến ổ dịch tại xã Sipafin, huyện Nậm Pồ. Như vậy, cho đến nay, tỉnh Điện Biên đã có 20 ca dương tính với SARS-CoV-2. Riêng tại xã Sipafin đã có 8 ca bệnh đều cùng chung một ổ dịch tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong. Hiện nay, tỉnh Điện Biên đã tiến hành phong tỏa xã Sipafin, nơi có 8 trường hợp mắc COVID-19. Xã Sipafin đã được xác định là ổ dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Nậm Pồ đã thành lập các tổ công tác, các lực lượng tiến hành truy vết dịch bệnh, thiết lập thêm hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch. Đến nay, huyện Nậm Pồ đã thành lập 8 điểm cách ly tập trung F1 tại xã Sipafin và xã Nà Hì, quy mô khoảng trên 700 người. Ở ngoài hiện trường này thì huyện đang tập trung đấy tiếp tục chỉ đạo cái tổ truy vết là khẩn trương đấy, thần tốc để tiếp tục truy vết các cái trường hợp F1, F2. Thì đối với các cái trường hợp F1 thì khẩn trương đấy đưa vào cơ sở cách ly tập trung, và các cái trường hợp F2 thì yêu cầu là cách ly tại nhà. Và các cái điều kiện về cơ sở cách ly tập trung thì hiện nay là chúng tôi cũng đang là tiếp tục đấy, hoàn thiện và cố gắng đấy là từ giờ đến chiều tối nay thì sẽ đáp ứng được khoảng 350 chỗ. Công tác truy vết dịch bệnh được các lực lượng khẩn trương triển khai. Huyện đã huy động các lực lượng công an, quân đội, y tế xã đến từng bản, từng nhà, rà soát truy vết dịch bệnh. Tính đến thời điểm 16 giờ hôm nay, huyện Nậm Pồ ghi nhận gần 1.000 F1, hơn 600 F2. Hiện nay, cơ bản các trường hợp F1 đều đã được đưa vào các khu cách ly tập trung. Đồng thời, người dân trong vùng dịch đều đang chủ động khai báo y tế. Bảo có COVID gì, thế các cháu nó đi học, tiếp xúc với cô giáo, tôi cũng sợ. Thế mang con cháu về khám khai báo với trạm y tế. Cơ quan y tế tỉnh Điện Biên đã triển khai 2 đợt tăng cường với gần 100 cán bộ nhân viên từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế 3 huyện lân cận để hỗ trợ Nậm Pồ. Với tính chất phức tạp của 2 chủng ca bệnh đều chưa rõ nguồn lây và có nhiều F1, dự báo trong những giờ tới, số ca F0 có thể tiếp tục tăng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cũng đã ký quyết định đình chỉ công tác 15 ngày bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 đối với 2 cán bộ của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong và ông Vàng Văn Lập là phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sipafin để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét kỷ luật về vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 để dịch bệnh lây lan. Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, chiều nay 16 tháng 5, thêm 1,682 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca qua nguồn COVAX được chuyển giao cho Việt Nam. Toàn bộ số vaccine này sẽ được chuyển tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bảo quản, chờ kiểm định trước khi phân phối cho các tỉnh triển khai tiêm đợt 3. Đây là lô vaccine AstraZeneca thứ 2 của COVAX phân phối cho Việt Nam. Đợt 1 gồm 811.200 liều chuyển tới Việt Nam sáng 1 tháng 4 vừa qua. Bộ Y tế sẽ tiến hành phân bổ nguồn vaccine này cho tất cả các đơn vị địa phương để thực hiện công tác tiêm chủng phòng chống dịch COVID-19 theo kế hoạch đã đề ra. Đến ngày 15 tháng 5, tổng cộng cả nước đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố với hơn 977.000 liều cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu phẩm, bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội theo nghị quyết 21. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 4 cá nhân tại huyện Đông Anh vì đã có thành tích trong phòng chống dịch COVID-19. Các tập thể được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm nhân dân và cán bộ huyện Đông Anh, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh, nhân dân và cán bộ thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh. Trong số 4 cá nhân có lãnh đạo huyện và ông Nguyễn Hữu Phan, bí thư chi bộ, trưởng thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh. Trong thời điểm cả nước đang nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, huyện Đông Anh đã có cách làm sáng tạo là khoanh vùng ổ dịch 3 lớp tại những nơi bị cách ly, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa không ngăn sông cấm chợ, làm đảo lộn đời sống người dân. 3 lớp đó là lớp lõi có dịch giãn cách theo chỉ thị 16,
lớp tiếp theo thực hiện theo chỉ thị 15 và lớp ngoài cùng theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Cách thức thực hiện phong tỏa 3 lớp là nhằm khóa chặt nguồn lây theo từng mức độ và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới hoạt động sinh hoạt và lao động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Đông Anh đã có 17 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là địa bàn trọng điểm về dịch COVID-19 khi xuất hiện 2 ổ dịch và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Trung và tại thôn Lỗ Giao, Việt Hùng. Tại khu công nghiệp Đông Anh, với gần 70.000 công nhân lao động, đã có 2 ca bệnh. Với sự quyết tâm ngăn chặn đại dịch, cho đến nay dịch COVID-19 tại Đông Anh cơ bản được kiểm soát, đảm bảo bình yên cho nhân dân và tiếp tục đảm bảo đạt mục tiêu cấp bách trong phòng chống dịch. Tính đến cuối giờ chiều nay, Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm của hơn 10.000 người trên địa bàn có tiền sử đi đến Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 14 tháng 5. Kết quả 3.296 mẫu do CDC Hà Nội thực hiện và 6.894 mẫu do các bệnh viện thực hiện đều âm tính với SARS-CoV-2. Rút kinh nghiệm từ các đợt dịch COVID-19 trước đây, ngay trong đợt dịch lần này, thành phố Hải Phòng đã triển khai ứng dụng khai báo y tế gắn mã QR code tại 9 chốt kiểm soát COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố, nhằm giúp phương tiện lưu thông nhanh chóng, giảm ùn tắc, không ảnh hưởng lưu thông hàng hóa ở các cụm cảng. Nếu như đợt dịch COVID-19 ở thời điểm tháng 3 năm 2021, anh Trương Văn Đại ở Hà Nội khi lái xe chở hàng xuống cảng Đình Vũ, Hải Phòng đã phải mất gần một buổi làm thủ tục khai báo y tế, thì giờ đây anh chỉ mất chưa đầy 5 phút đã hoàn thành khai báo bằng cách quét mã QR code. Nhờ lái xe chở hàng đã yên tâm hơn bởi tất cả thông tin về thân nhân cũng như các điểm di chuyển đã được cơ quan chức năng cập nhật và đặc biệt hàng hóa được lưu thông thuận lợi. Có cái ứng dụng này so với đợt dịch lần trước ấy thì nhanh hơn. Anh em tôi lái xe nhiều lúc là việc gấp ấy, phải xuống khai báo là mất nhiều thời gian. Nhưng từ bây giờ cho bây giờ là thấy có cái ứng dụng này là lợi cho anh em lái xe nhiều. Nên nhiều người là nó bớt chút thời gian mà xuống chỉ quét mã là xong. Nên là rất lợi đấy. Đợt trước thì mình khai báo giấy thì thấy nó lâu mà đợi nhiều người lắm. Còn quét QR code thì mình chỉ có thông tin sẵn trên cái Bluezone ấy. Mình quét nó hiện lên luôn ấy và xác nhận là xong thôi, chứ không phải đợi chờ gì nữa. Rút kinh nghiệm về kiểm soát dịch gây ùn tắc giao thông, hàng hóa lần trước, ngay từ khi bùng phát dịch lần này, Hải Phòng đã lập 9 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố, đồng thời triển khai khai báo y tế điện tử, gắn mã QR code bằng các giải pháp như tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân tại các chốt kiểm soát này. Việc ứng dụng công nghệ này không chỉ giúp lái xe làm nhanh thủ tục, tránh ùn tắc và hàng hóa lưu thông thuận tiện, mà còn giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý chặt chẽ hơn về kiểm soát dịch bệnh. Với cái việc ứng dụng khai báo y tế điện tử, ứng dụng công nghệ thì đã rút ngắn được cái thời gian của người dân cũng như các phương tiện qua chốt, để tránh được cái việc ùn tắc giao thông cũng như là cái lưu trữ được những cái thông tin bằng giải pháp công nghệ thì góp phần cho cái việc sau này có thể là truy vết rồi là quản lý và giúp cho cái việc là hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc, góp phần vào cái việc phòng chống dịch chung của thành phố. Số liệu của Cục Hàng hải Việt Nam cho thấy, dù dịch bệnh nhưng hàng hóa thông qua cảng biển Hải Phòng trong 4 tháng đầu năm 2021 tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu về tăng trưởng hàng hóa qua cảng biển của cả nước. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc ứng dụng công nghệ trong kiểm soát của Hải Phòng đang phát huy hiệu quả, đảm bảo mục tiêu vừa kiểm soát dịch tốt, vừa phát triển kinh tế như chỉ đạo của Chính phủ. Hôm nay 16 tháng 5, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cho biết là Bộ Công an đang yêu cầu các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra xác minh thông tin liên quan đến vụ việc hàng ngàn chứng minh nhân dân bị giao bán trên mạng. Quan sát từ các hình ảnh trên mạng cho thấy là phần lớn chứng minh nhân dân loại cũ là loại 9 số chứ không phải căn cước công dân mẫu mới. Vị lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cho biết thêm, những thông tin từ chứng minh nhân dân rò rỉ trên mạng liên quan đến rất nhiều hoạt động của các lĩnh vực như ngân hàng, hàng không, quản lý đất đai, thậm chí là bưu điện, cửa hàng bán điện thoại. Hiện chưa biết hacker lấy từ nguồn nào và giao bán thông tin ngoài mục đích lấy tiền thì còn mục đích khác hay không? Rất nhiều vấn đề cần phải làm rõ. Trước đó vào ngày 15 tháng 5, một diễn đàn hacker đã giao bán 17GB dữ liệu chứa ảnh chụp chứng minh nhân dân của hàng ngàn người Việt Nam bị giao bán với giá 9.000 đô la.